Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Việt Mỹ. Hiện bây giờ mình đang ở trên tòa nhà 81, Landmark 81 ở Sài Gòn. Đây là tòa nhà lớn nhất ở Việt Nam mình hiện bây giờ, cho tới đại hiện bây giờ. Các bạn có thấy không, đứng trên đây là quay xuống cả luôn thành phố Sài Gòn luôn các bạn ơi. Thành phố Sài Gòn về đêm rất là đẹp các bạn. Chúc các bạn có một tối thật là bình yên bên gia đình và người thân nha. Một chiếc ngủ ngon và một bữa cơm ngon miệng nha các bạn nha. Các bạn mong các bạn ủng hộ kênh của mình Cuộc Sống Việt Mỹ, vui lòng share and subscribe giùm nghe các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.